chương 521, danh con, gan mày to đấy. Bốp, cô ta còn chưa nói xong Lê Văn Vân đã ra tay, và một cái thật kêu vào mặt cô ta. Không ai nghĩ đến việc Lê Văn Vân sẽ ra tay đánh cô ta, hơn nữa còn ra tay trước sự chứng kiến của nhiều người nhà họ Lý như vậy. Hoàng gia ra đứng một bên cũng sợ hốt phía một phen. Mẹ kiếp, hôm nay muốn ra ngoài thì hơi khó đấy. Anh ta nuốt nước bọt, không nhịn được mà thay đổi chỗ đứng của mình hai mẹ con Trần Mỹ Huyên và Trần Hy trước hết hơi bất ngờ nhưng dây tiếp theo trong lòng lại trở nên thoải mái hơn không ít. Nhưng tiếp theo đó hai người cũng bắt đầu lo lắng, dù gì đây cũng là đại bản doanh của nhà họ Lý, Lê Văn Vân ra tay thế này dường như đã quá xúc động. Nhất thời mọi người đều ngơ ngác theo. Audio điện tử võ tấn bền. Người phụ nữ kia cũng ngây ra, cô ta cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Lê Văn Vân theo dấu bàn tay để lại trên mặt bà ấy thì cô đã đánh năm cái. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, sau đó anh lại giơ tay lên. Bốp, bốp, bốp. Ba cái tát lại đáp lên mặt cô ta, anh không dùng chân khí, sức mạnh cũng được kiểm soát sao cho vừa phải. Nhưng liên tiếp bốn cái tát làm người phụ nữ kia choáng váng. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Lý Hàng đột nhiên đứng phát dậy, ông ta nắm lấy tay Lê Văn Vân rồi nói, Lê Văn Vân, mày muốn chết à? trong mắt ông ta toàn là sự hung tợn nhìn chằm chằm vào lê văn vân dám đánh người phụ nữ của mình trước mặt mình ông ta cảm thấy quá đỗi mất mặt danh con gan mày to đấy lúc này giọng điệu của lý phong cũng trở nên sắc bén hơn mặt người phụ nữ đã bị đánh kia cũng đau rát hết cả lên cô ta gào lên một tiếng tôi liều mạng với anh anh dám đánh tôi dám đánh tôi cơ à đánh cho cái mặt nhựa của cô méo đi rồi sao lê văn vân cười phá lên hỏi còn thiếu một cái nữa cái tát bên mặt trái cô ta là do tôi đánh lúc này một giọng nói có vẻ đã lớn tuổi vang lên lê văn vân quay đầu lại nhìn phát hiện lý đạo nhiên ngồi bên đó không nói gì nãy giờ bỗng mở lời ông ta ngẩng đầu lên nhìn lê văn vân rồi nói sao thế cũng muốn đánh tôi ư là ông đánh à lê văn vân sờ sờ mũi nói oan có đầu nợ có chủ trả cho ông bốn cái là đủ nói xong anh vùng tay ra khỏi tay Lý Hàng, sau đó xoay người đi về phía Lý Đạo Nhiên. Lý Phong cười khẩy một cái, Lê Văn Vân phải không, tôi biết cậu, chuyện nhà họ Lê nháo cũng lớn đấy, tôi biết lôi bân chống lưng cho cậu nhưng lôi bân trong mắt chúng tôi thì không là gì hết, cậu dám ra tay với nhà họ Lý chúng tôi thì hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi đây. Lê Văn Vân mặc kệ ông ta nói gì, nhìn thẳng Lý Đạo Nhiên rồi hỏi, ông nói cái tát cuối cùng là của ông phải không? Lý Đạo Nhiên cười nhạt, đúng vậy, nhà họ Lý chúng tôi không cần loại đàn bà không biết nghe lời như thế, vậy nên tôi đánh nó một cái. Sao thế, muốn đánh lại à? Đúng vậy, Lê Văn Vân cười với ông ta. chương 522 Lê Văn Vân to gan quá rồi. Lý Đạo Nhiên và cả chiếc ghế ông ta đang ngồi đồng loạt bay ra xa. Bốp, bay ra hẳn mấy mét mới rơi mạnh xuống đất. Bố, ông nội, trong phút chốc, tiếng hô hốt hoảng của mọi người đồng loạt vang lên bất kể là ai cũng không ngờ tới lê văn vân sẽ ra tay thật lê văn vân dám đánh lý đạo nhiên họ càng không ngờ tới lê văn vân sẽ là trên mức đỉnh cấp lê văn vân mày muốn chết à lý thiên vũ nổi nóng nhìn sang lê văn vân sau đó vội chạy sang đỡ lý đạo nhiên dậy sắc mặt người nhà họ lý bây giờ đều khó coi đến cực điểm lê văn vân đánh xong lại chỉ phủi phủi tay sau đó quay đầu nhìn trần mỹ huyên và trần hy cũng đang ngơ ngác không kém mà nói lần này chuyện họ đánh bà xem như huề còn về tập đoàn hoàn vũ thì chúng ta cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện với họ là được hoàng gia ra cũng bắt đầu trợn ngược mắt anh ta biết lê văn vân có võ nhưng lê văn vân ở mức độ nào thì anh ta không biết bây giờ cho dù lê văn vân là đỉnh cấp đi nữa thì cũng không có cách nào chống lại nhà họ lý hết nhà họ lý thâm căn cố đế gia đình họ cũng có người đã hơn ngưỡng siêu cấp cao thủ đỉnh cấp cũng không ít Lê Văn Vân là đỉnh cấp cũng không đủ sức đâu. Nhưng bây giờ Lê Văn Vân lại và một cái thật kêu lên mặt lý đạo nhiên. Phát triển của sự việc hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tưởng tượng của Hoàng Gia Gia, nếu nhà họ Lý thật sự nổi cơn lôi đình, vạ lây sang anh ta thì đến cả Hoàng Tông thực cũng không ém nổi chuyện này xuống quá, anh ta sẽ chết chắc. Đệt, anh ta thầm mắng một tiếng. Lê Văn Vân to gan quá rồi. Lê Văn Vân hoàn toàn không để ý tới người nhà họ Lý, Bước đến trước chiếc ghế Trần Mỹ Huyên đang ngồi rồi tháo dây thừng ra. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rất nhanh có không ít người vây lại phía cửa chính, bao vây cả tòa nhà. Lý Đạo Nhiên được đỡ ngồi vào ghế, sắc mặt ông ta tối sầm đến khó coi, ông ta ôm mặt nhìn Lê Văn Vân nói, nhóc con, cả đời này của tôi sống 76 năm rồi, chưa hề có ai dám đánh vào gương mặt này của tôi. Lê Văn Vân lúc này đã tháo dây thừng ra, sau đó quay người lại, cười híp chương 523 những gì Lê Văn Vân làm cũng không tính là gì. Men theo giọng nói nhìn ra, từ nơi ngoài cửa có vài người bước vào. Đi đầu là Long ưng đài, ngoài ra còn có Long nhã lâm, vương giai kỳ đủ cả, đồng thời còn có ba người còn lại của bốn cậu chủ yên kinh. Khi Lê Văn Vân bắt đầu sang cứu người vốn không định kinh động đến Long ưng đài. Anh cảm thấy mình tự sang, thêm bốn cậu chủ yên kinh, bốn người họ như mặc chung một chiếc quần vậy, ở yên kinh, có bốn tên này chung một chỗ thì hế ai muốn động vào họ đều phải cân đo đong đếm. Nếu nói nhà họ Lý thật sự ngang ngược vô lý thì anh sẽ để bốn người này dùng vài tài nguyên mà họ có trong tay để làm nháo nhào một phen trên mạng. Vốn gì anh chỉ nghĩ nhà họ Lý tham lam vô độ mà thôi, hoặc là muốn nhắc nhở Trần Mỹ Huyên để bà ấy ngoan ngoãn một chút. Nhưng không ngờ chuyện lại là do phát hiện mỏ khoáng sản phía tập đoàn Hoàn Vũ, giá trị thậm chí đến mức khó mà ước lượng. Khoáng sản Ngọc Thạch, nhắc đến thì có quá nhiều thứ có thể chế tác từ đó, cho dù là Lê Văn Vân đi nữa cũng có thể nhìn mà ham, bởi vì theo dòng khoáng sản sẽ còn có nhiều thứ khác, cho vào người gác đêm thì có khả năng sẽ tăng đến mức khó định giá. Nhìn Long ưng đài và Long nhã lâm, Lê Văn Vân nghĩ có lẽ là Long nhã lâm thấy anh rời đi nên chạy đi hỏi Vương Giai Kỳ, Vương Giai Kỳ kể một lượt mọi chuyện. Long nhã lâm gọi cho Long ưng đài, Long ưng đài bấy giờ mới đến. Ông ta đi đến cửa, nhìn Lý Đạo Nhiên mà nói với ánh mắt lạnh tanh, Lý Đạo Nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật mà muốn giết người, càng lúc ông càng bành trướng rồi đấy, cả cái yên kinh có phải chỉ có ông có tiếng nói thôi không? Lý Đạo Nhiên nhìn Long ưng đài, hơi cau mày lại, sau đó cười khẩy lùng, lão Long kia, nơi này không có chuyện của ông, nhà họ Lý tôi không hoan nghênh ông, mau cút cho tôi. Long ưng đài cười khẩy, ông tưởng tôi muốn đến nơi khỉ ho cò gáy này của ông lắm sao? Nói xong lại nhìn sang Lê Văn Vân, Lê Văn Vân, đã cứu xong người chưa? Xong rồi thì chúng ta đi thôi." Lê Văn Vân bình tĩnh gật đầu. "Tôi nói rồi, hôm nay cậu đừng hòng bước ra ngoài, cả đời tôi chưa bị ai đánh như thế này vào mặt cả, đến tuổi này rồi mà còn để thằng nhãi như cậu ức hiếp." Lý Đạo Nhiên nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân, sau đó nhìn Long Ưng Đài, "Long Ưng Đài, nếu là bình thường thì tôi sẽ nể mặt ông mà cho cậu ta đi, không có vấn đề gì hết, nhưng hôm nay thì không thể nào." nếu không cái mặt già này của tôi không biết để đâu cho hết nhục. Lê Văn Vân cười phụt một tiếng, sao vậy, đánh mặt bên phải của ông thì ông tính dơ mặt bên trái ra cho tôi đánh thêm lần nữa sao? chương 524 họ thật sự không thể chấp nhận. Nhà họ lý ai nấy sắc mặt bất thiện, nhưng sự uy hiếp của Long ưng đài tới họ dường như là rất lớn, không ai trong họ dám động đậy Đi ngang mặt lý đạo nhiên, hoàng gia gia vội vàng nép chặt vào sau Lê Văn Vân, anh ta thấp thỏm như một tên ăn trộm. Nếu như vào rồi dở trò vô lại thì anh ta cũng không thấy có gì. Kết quả Lê Văn Vân lại đáp thẳng một cú tát lên mặt Lý Đạo Nhiên, anh ta mới thấp thỏm không yên thế này. Đến lúc đó, mẹ nó chứ người nhà họ Lý tìm anh ta để báo thù thì anh ta khóc không ra nước mắt mất. Đi nếp phía sau Lê Văn Vân, đột nhiên anh ta phát hiện Lê Văn Vân dừng lại trước mặt Lý Đạo Nhiên, hoàng gia ra hết hồn, chân nhũn ra suýt ngã quỵ xuống lê văn vân bình tĩnh nhìn lý đạo nhiên rồi nói về chuyện tập đoàn hoàn vũ như thế nào thì để như thế ấy có thể bàn bạc thì bàn bạc đàng hoàng nếu không vừa ý mà tiếp tục giả những trò bẩn tuổi thế này tôi không ngại đánh xương bên mặt còn lại của ông đâu sắc mặt lý đạo nhiên khó coi đến cực độ nhìn long ưng đài đứng ở nơi xa ông ta không dám ra tay chỉ có thể nhìn lê văn vân đi qua khỏi tầm mắt mình long ưng đài nhìn chằm chằm lý đạo nhiên sau đó xoay người đi ra phía cửa cổng nhà họ ly Nhìn họ rời đi, Lý đạo nhiên hay những người khác của nhà họ Lý đều tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Gia tộc mang danh giàu nhất hiên kinh bấy lâu bây giờ lại chịu thiệt bởi Lê Văn Vân. Họ thật sự không thể chấp nhận. Bố, cứ để chúng đi như vậy sao, Lý Phong cắn răng nói, đây là đang tự và mặt mình. Hơn nữa đám bốn đứa ngu hoàng ra ra đều nhìn thấy cả, chúng nó chắc chắn sẽ đi loan tin khắp nơi. Bọn họ đều hiểu. Bọn họ dám nói những lời này thì mang ý nghĩa gì?" Lý Đạo Nhiên hừ một tiếng rồi nói, "Con nói đúng, đây đúng là đang vả vào mặt chúng ta, chuyện không thể tiếp tục như thế này, nhưng Long Ưng Đài là siêu cấp, chúng ta cũng không có cách nào ra tay trước mặt ông ta." "Nhưng mà," Lý Phong cắn răng. Lý Đạo Nhiên nhìn Lý Phong một hồi, Lý Phong đột nhiên im bặt. "Ngày tháng còn dài," Lý Đạo Nhiên sầm mặt nói, sau đó nhìn Lý Thiên Vũ đang đứng xa, "Thiên Vũ, cháu hiểu rõ Lê Văn Vân bao nhiêu?" Lý Thiên Vũ nhìn Tạ Vân nói, cháu chỉ hiểu những gì được Tạ Vân kể lại thôi, cụ thể cháu cũng không hiểu hết. Trường 525 trong mắt bà ấy quả thật có nét khó nói. Ừ, cảm ơn các cậu, hôm khác mời các cậu một bữa, Lê Văn vận cười với bốn người kia. Chuyện nhỏ này có là gì, bốn cậu chủ yên kinh bọn em không thích đứng nhìn mấy kiểu ăn hiếp người khác này nhất. Thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là quy tắc sống của tụi em, Hoàng gia Gia nói lê văn vân cũng lười múa mép với anh ta tên này nói chuyện không khác gì chó sủa nói đến chuyện ăn hiếp người khác làm như họ ít làm lắm đợi cho bốn người họ rời khỏi trần mỹ huyên mới nhìn lê văn vân với ánh mắt phức tạp rồi nói lê văn vân cảm ơn trong mắt bà ấy quả thật có nét khó nói từ lúc quen biết lê văn vân tới giờ bà ấy đã nhìn thấy không ít lần kỳ tích xảy ra trên người lê văn vân rồi đợi đến khi họ rời đi Lê Văn Vân nhìn sang ba người Trần Mỹ Huyên và Vương Giai Kỳ. Cảm ơn cậu, Lê Văn Vân, Trần Mỹ Huyên cười khổ một tiếng, nếu không có cậu thì lần này tôi e sẽ khó mà yên ổn ra khỏi nhà họ Lý. Nhà họ Lý bên ngoài có vẻ đạo mạo, hào nhoáng, nhưng sau lưng họ là vô số những giao dịch bất lương. Đây là một gia tộc dơ bẩn. Lê Văn Vân cười ha ha rồi sờ sờ mũi, không sao, Trần Hy là bạn của tôi, bà cũng là bạn tôi thôi, Chúc chuyện này cũng là chuyện đương nhiên trần mỹ huyên ngạc nhiên bạn sao trần hy là bạn của anh lời nói này nghe hơi kỳ lạ tuy rằng bây giờ bà đã ra ngoài rồi cũng xem như chút giận cho bà nhưng bà có nghĩ ra sau này làm gì chưa nhà họ lý hiển nhiên sẽ không buông tha như vậy thôi đâu lê văn vân hỏi trên mặt trần mỹ huyên để lộ nét khó xử sau đó thở dài một hơi tôi cũng không biết nên làm sao nhà họ lý ra thế lớn tôi cũng không nhịn được thật ra tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều Thời trẻ thì thấy nhà giàu đâu cũng tốt, sau khi vào nhà họ rồi mới phát hiện không hề tốt đẹp như vậy, tôi là loại làm vợ nhưng không nghe lời. Nói đến đây, hốc mắt bà ấy đỏ lên. Mẹ đơn thân luôn có những khó khăn của riêng mình, chỉ là bình thường đều tự gánh, bất kể là trông bà ấy có vẻ đẹp đẽ sáng sủa tới đâu. Chuyện này còn xem bà thế nào nữa, bà muốn giải quyết thế nào thì làm thế ấy, Lê Văn Vân nói, có vấn đề cứ tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp bà. Trần Mỹ Huyên ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân. Vương Giai Kỳ nói, gì à, đi và Trần Hy đến nhà cháu trước đi, nhà họ Lý làm lớn chuyện thế này nhưng cũng không đến nhà cháu phá đâu, đến lúc đó họ muốn tìm gì bàn chuyện thì để họ đến nhà cháu đi, có ông và bố cháu ở đó, họ không dám làm gì quá đáng đâu. Vậy thì cảm ơn cháu trước, chỉ là, gì sợ người nhà cháu, Trần Mỹ Huyên hơi đắn đo. Dù gì chuyện này cũng liên quan đến chuyện nhà họ Lý, Họ ở nhà Vương Gia Kỳ đến lúc đó nhà họ Lý lại chút giận lên nhà họ Vương, ảnh hưởng đến vài chuyện của nhà họ Vương thì lại không ổn lắm. Vương Gia Kỳ cười nói, không sao, có Lê Văn Vân che cho mà, không sao hết. Chương 526 Lâm Thiếu Hoa. Trước là tiêu diệt bóng tối, sau đó là chuyện nhà họ Lý, thật ra Lê Văn Vân cũng hơi mệt, đặc biệt là lần chiến đấu kia đã tiêu tốn của anh quá nhiều sức lực. May mà nhiệm vụ bây giờ xem như kết thúc rồi. Giản Hưng bây giờ có lẽ sẽ không ra ngoài. Nữa, đây là hành vi của Giản Hưng, danh hiệu của anh ta là ấn giả, thật ra anh ta rất ít ra ngoài hoạt động, cũng rất ít khi ra tay, đương nhiên rồi, lần nào anh ta ra tay thì cũng là đối phó với nhân vật lớn. Lần này anh ta vội vàng muốn lấy khúc xương trong tay nhà họ Vương, mới dẫn đến lần hành động này của anh ta. Kết quả gặp phải Lê Văn Vân đã ăn hết bốn khúc xương. Cùng lúc với Lê Văn Vân đang lái xe về nhà Yên Kinh, biệt thự nhà họ vương lâm bình vội vàng đi vào biệt thự sau đó gào lên với bên trong vương húc vương húc rất nhanh vương húc đã chạy xuống từ trên lầu lúc nhìn thấy lâm bình tim ông ta chật một nhịp sao rồi sai kỳ đâu sai kỳ không có chuyện gì đấy chứ lâm bình thở hổn hển anh ta lắc đầu không phải chuyện kết thúc rồi kết thúc rồi vương húc ngẩn ra thế sai kỳ đâu con bé đâu vương húc hơi khẩn trương Tuy rằng ông ta đã lót sẵn con đường sau này cho Vương Giai Kỳ, nhưng ông ta vẫn rất thương con. Ví dụ như Vương Giai Kỳ nói muốn đi Lâm Hải gặp Trần Hy, ông ta bèn sắp xếp cho Vương Giai Kỳ học ở Đại học Lâm Hải. Ở phương diện này, ông ta cũng xem như nuông chiều con. Bây giờ cũng nên nói rõ với ông rồi, dù gì thì phía người gác đêm cũng sẽ tiến hành liên lạc với ông. Lâm Bình thở hắt một hơi, hôm nay Long Nhã Lâm đến tìm Lê Văn Vân, đưa Vương Giai Kỳ đi theo đến tam hợp lâu dùng bữa, phía bóng tối phát hiện tôi không đi theo nên phải cao thủ đi chặn đầu họ, trong đó bao gồm 20 cao thủ đỉnh cấp. Vương Húc hơi ngẩn ra, ông ta nhìn Lâm Bình, hơn 20 cao thủ đỉnh cấp. Thêm cả Lâm Thiếu Hoa, kiểu này thì siêu cấp có đến cũng khó mà thắng. Theo như lời giai kỳ thì hình như còn có một tên siêu cấp, Lâm Bình nói. Vương Húc run rẩy cả người, ngồi thụp xuống sofa. Chỉ nghe số người thôi ông ta đã thấy hơi hung hiểm sau đó ông ta liền nói, thế Giai Kỳ có bị thương không, ở bệnh viện nào? Không có, Giai Kỳ hoàn toàn khỏe mạnh, Lâm Bình cười nói, Lê Văn Vân có dắt theo người của người gác đêm. Giết Lâm thiếu hoa rồi, hơn 20 tên cao thủ đỉnh cấp cũng chết sạch, chỉ có tên siêu cấp kia chạy thoát. Vương Húc vừa đứng dậy lại ngồi thụp xuống, ông ta thấy chân mình đang nhũn ra. Lâm thiếu hoa đó, sự tồn tại đứng thứ hai trong bảng xếp hạng sát thủ, sau hôm nay sẽ mất tên khỏi bảng xếp hạng luôn. Lê Văn Vân này, ghê gớm vậy sao?" Vương Húc nuốt nước bọt nói. Lâm Bình gật đầu, "Trước kia tôi chưa dám nhắc với ông, bây giờ tôi nói thì có lẽ không sao rồi, thật ra anh ta là người do người gác đêm phải đến để bảo vệ giai kỳ đó, hơn nữa, anh ta là số 0 của người gác đêm, đã từng là số 0, bây giờ đã vào hàng siêu cấp rồi." Vương Húc căng ra đầu. Hơn 20 tuổi thôi mà là siêu cấp tương lai đây anh sẽ còn phát triển đến trình độ nào nữa, không ai biết được, ông ta nghĩ đến trước kia mình còn nhờ Lâm Bình điều tra Lê Văn Vân, cả người ông ta bỗng thấy không khỏe. Theo tôi đi gặp ông cụ, ông ta cắn răng, sau đó đứng phát dậy nói. Lê Văn Vân hiển nhiên không biết chuyện ở nhà họ Vương, anh lái xe về thẳng nhà. Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm. Không chỉ là mùi đồ ăn còn có mùi thơm của bếp núc. Lê Văn Vân bước vào nhà, phát hiện ba người hoàng thị kỳ, Phạm Nhược Tuyết đã ngồi cả vào bàn, Phạm Nhược Tuyết nấu ăn, nấu một bàn đầy ắp thức ăn. Trên bàn có năm bộ bát đúa, ba người Phạm Nhược Tuyết ngồi ngay ngắn vào bàn, đúa cũng sắp chỉnh tề hết nhưng không ai động đúa. Audio điện tử võ tấn bền chương 527, em còn không dành anh nghĩ gì à? Bức ảnh trắng đen được đặt trên bàn, Lê Văn Vân bước đến trước nó, nhẹ nhàng vuốt lên gò má của người trong ảnh nói xong lê văn vân cười nhẹ quay đầu sang nhìn hoàng thị kỳ nói thị kỳ đây chỉ là bắt đầu không phải kết thúc chuyện bây giờ xong rồi chúng ta có thể nghĩ tới chuyện của đem rồi đấy đúng vậy nhiệm vụ bây giờ cũng xem như đã kết thúc lê văn vân cũng suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết chuyện của gia tộc đem trước hết anh phải trau dồi thêm vài thế lực cho riêng mình đương nhiên dựa vào tích lũy của năm trước ở thế giới ngầm lê văn vân đã có vài người tự nguyện tin mình chỉ là việc ra tay với tinh diệu đời đầu của người gác đêm thế này, có bao nhiêu người chịu góp sức thì Lê Văn Vân không biết. Quan trọng nhất là chính anh phải trở nên thật mạnh mới được. Đem có hạng thứ ba trong thiên bảng, là một sự tồn tại tương đối khủng khiếp. Lê Văn Vân có thể đánh bại người hạng 7 của thiên bảng nhưng anh nghĩ có lẽ mình vẫn còn một khoảng cách nhất định với người ở hạng 3, vậy nên khoảng thời gian này không có nhiệm vụ gì, anh vẫn phải nghĩ cách tìm thêm nhiều xương rồng hơn mới được. Đồng thời, nếu phía người gác đêm vẫn muốn tiếp tục giao nhiệm vụ cho anh thì anh nghĩ phải tạm thời từ chối. Phạm Nhược Tuyết gật đầu, nhìn không khí có vẻ được buồn, trên mặt cô thường niên là vẻ lạnh lùng, bây giờ lại để lộ nụ cười, mọi người cũng không cần đau lòng vậy nữa. Đường đường là một người rất lạc quan, anh ấy không hy vọng chúng ta còn sống mà vẫn đau buồn vì anh ấy mãi, hơn nữa tôi cũng muốn phản bác một điểm. Nói đến đây cô quay sang Hoàng Thi Kỳ rồi nói, Thi Kỳ vừa nhắc đường đường ăn nhiều nhất tiểu đội, tôi phải phản bác thôi, ăn nhiều nhất tiểu đội, à không, người ăn nhiều nhất trong tất cả mọi người ở người gác đêm phải là thi kỳ cậu mới đúng." Cô nói xong, trên mặt Hoàng Thi Kỳ cũng lộ ra vẻ ngại ngùng, sau đó nói, "Hừ, dù gì tôi cũng không béo lên." Nhờ vậy mà không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Phạm Nhược Tuyết thở một hơi, "Chuyện ở Yên Kinh xem như tạm gác lại, ban nãy đoàn trưởng lính đánh thuê cũng nói với chúng ta rồi, hai ngày này ông ấy cũng về rồi." lê văn vân hơi đổi sắc mặt em nói ông già kia đến yên kinh rồi à cũng là vì chuyện của vương giai kỳ không phải phạm nhược tuyết lắc đầu nói ông ta đến yên kinh làm gì em không rõ lắm có lẽ ông ta cũng không rõ đầu có lẽ vương hồng dắt ông ta đi lòng vòng thôi chuyện cụ thể chỉ có vương hồng biết lê văn vân trầm ngâm một lát thế bọn em chuẩn bị bao giờ đi phạm nhược tuyết nhìn lê văn vân một cái khóe miệng hơi nửa nụ cười nói sao thế muốn em đi nhanh rồi cả đêm anh không về chứ gì. Ở với mấy cô bồ trẻ sinh của anh à. mươi 528, cậu đang chào phúng tôi đấy à. Ừ, siêu cấp, anh ta bình tĩnh nói, hơn nữa còn hấp thu xương rồng, mạnh hơn tôi, tôi nghĩ rằng có lẽ đã xếp hạng năm trên thiên bảng. Lựa chọn của ông là chính xác, chỉ là, anh ta chắc chắn sẽ không hợp tác với chúng ta đâu. Không hợp tác với chúng ta, bên kia điện thoại, giọng nói nghe có vẻ hơi máy móc, Nghe qua có vẻ như dùng máy đổi giọng, khóe miệng hắn ta kéo lên một đường cong, vật do trời chọn, đây là quy luật của thiên nhiên, anh ta sẽ đối mặt với tuyệt vọng, sau đó tự đi về phía chúng ta. Nhưng chưa chắc được, dường như anh ta xem người gác đêm như một tín ngưỡng, giản Hưng cau mày nói. Tín ngưỡng? Giọng nói qua máy móc kia cười phá lên, người đứng trên đầu thế giới thường chỉ có một tín ngưỡng là bản thân họ. Bên phía Bùi Nghinh Tùng sao rồi? tôi có cần tiếp tục hợp tác với họ không? Giản Hưng hỏi lần nữa. Hợp tác chứ, sao lại không tiếp tục hợp tác? Trong tay Bùi Ninh Tùng có vô số xương, chỉ là vì Lê Văn Vân mà ông ta không dám ra mặt mà thôi. Nếu anh chịu liên lạc với ông ta thì có thể lấy được xương đó. Nếu anh hấp thu nó được thì anh có thể đạt mức trước top 5 của thiên bảng trước khi chiến tranh nổ ra. Lúc đó anh có thể làm chuyện anh muốn rồi đấy, giọng nói đó lại vang lên. Giản Hưng im lặng, sau đó hừ một tiếng nói, tôi tính rời khỏi Yên Kinh. Đi đi, một mình anh ở lại Yên Kinh cũng không có nhiều tác dụng, nhiệm vụ lần này vẫn thất bại, dù gì đối thủ cũng là người gác đêm, giọng nói trong tai nghe lại tiếp tục, thôi vậy, mọi việc đợi anh về rồi tính. Tôi ngủ trước đây, có hơi mệt rồi. Nói xong, người đó ngắt điện thoại. Giản Hưng trầm ngâm, anh ta lưới điện thoại rồi rất nhanh tìm ra một số điện thoại, bấm gọi. Qua một lát, điện thoại đã được kết nối, Giản Hưng bình tĩnh nói, Bùi Ninh Tùng, nhiệm vụ ở Yên Kinh thất bại rồi. Bóng tối gần như là bị nhổ tận gốc, Lâm Thiếu Hoa chết rồi, sát thủ đỉnh cấp của các người và bóng tối chết sạch. Lê Văn Vân làm đúng không, đầu kia điện thoại, Bùi Ninh Tùng cắn răng, chắc chắn là do anh ta, đúng không? Ông đừng xúc động, Giản Hưng bình tĩnh nói, ông nên nghĩ xem Hồng Nguyệt các ông bây giờ còn bao nhiêu người, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở Giang Thành các người đã chết hơn 20 người. Lần này lại thêm hơn 10 cao thủ đỉnh cấp nữa, Hồng Nguyệt các người còn lại bao nhiêu? Cậu đang chào phúng tôi đấy à?" Bùi Ninh Tùng bất mãn nói. "Không, ý tôi là bây giờ Lê Văn Vân muốn truy sát ông, ông bây giờ không dám cả ló mặt ra, người mà ông có thể dựa vào bây giờ chỉ có tôi thôi, tôi là siêu cấp." Giản Hưng nói. "Rốt cuộc cậu có ý gì?" Bùi Ninh Tùng nghiêm trọng nói. "Tôi biết những năm qua Hồng Nguyệt các người chắc chắn đã thu thập được rất nhiều xương rồng." cho tôi xương rồng mà tôi cần, tôi sẽ phụ trách an nguy của ông, giản hưng nói. Tốt, 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 chương 529, chúng tôi xử lý chút chuyện. Một chiếc máy bay nhỏ, bên trong tương đối rộng rãi, một hàng người sau khi lên máy bay thì phát hiện trên máy bay có hai tên mặt mũi sưng húp, hai tay bị còng lại. Đám ngô nghiêu bước vào, nhìn thấy hai người họ thì bất ngờ, hai người này là ai? Hai người nhìn đám đỗ tịch tịch, không nói gì ngô nghiêu thấy họ không nói gì thì cũng tìm chỗ ngồi xuống hai người này chính là phùng cảnh thiên và phùng tịnh vũ sắp bị lưu đày đến khu tội ác lúc này trên mặt hai người họ đều có vẻ thảm thương phòng cảnh thiên là anh trai nên vẫn cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng anh ta nhìn phùng tịnh vũ rồi nói tịnh vũ đừng lo bất kể thế nào thì chúng ta cũng đều ở mức cao cấp đến khu tội ác rồi cũng sẽ ở tầng trung không phải bố đã nói rồi sao chúng ta đi rồi sẽ tìm một chỗ có thể lực để vào, sau đó với năng lực của chúng ta thì vẫn có thể sống rất thoải mái. Phùng tịnh vũ thảm thương nói, em, không muốn tiếp xúc với người ở thế giới ngầm, em vẫn muốn về yên kinh, em còn có bạn gái ở đó, em sợ đi khu tội ác rồi em sẽ chết ở đó. Phùng cảnh thiên thở dài rồi nói, chúng ta cũng không ngờ Lê Văn Vân đó lại ghê gớm như vậy, cũng không ngờ anh ta nhẫn tâm vậy, trực tiếp. Nói đến đây, anh ta cắn răng, không phải bố đã nói rồi sao? Khu tội ác khá là nguy hiểm với bên ngoài nhưng thật ra nói thẳng vẫn là một khu đô thị, chỉ là nơi có nhiều chuyện ỉ mạnh hiếp yếu mà thôi, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tiến bộ, với tài năng của chúng ta cũng không yếu kém, nhớ vận may chúng ta tốt, đến được siêu cấp, hoặc quen biết được với ông trùm nào đó thì cũng có thể thoát ra, chúng ta sẽ khiến Lê Văn Vân trả giá. Đám ngô nghiêu ở phía trước nghe thấy họ nói chuyện thì ngây ra, Khương Vĩ quay đầu lại nhìn hai người họ rồi nói các người biết Lê Văn Vân. Hai người phùng cảnh thiên nhìn họ, không dám nói gì tiếp. Đồng thời, một cô gái trẻ xinh đẹp bước tới hỏi, các vị, nếu không vấn đề gì thì chúng ta xuất phát nhé. Đợi một chút, ngô nghiêu vẫy tay, chúng tôi xử lý chút chuyện. Nói xong, anh ta và Khương Vĩ đứng dậy, bước đến trước mặt phòng cảnh thiên, anh ta sờ mũi rồi nói, các anh không nói tôi cũng đoán được, nếu các anh do Lê Văn Vân gửi sang thì chúng tôi cũng phải chào hỏi các anh một chút mới được. Phùng Cảnh Thiên cảm thấy không ổn lắm, họ nhìn hai người Khương Vĩ rồi nói, hai người. Suốt cuộc muốn làm gì? Chúng tôi, Khương Vĩ và Ngô Nghiêu nhìn nhau, sau đó cười nói, đương nhiên là muốn đánh hai người một trận. Bốp, 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 hai người họ vừa bị còng tay vừa bị cố định trên ghế, hoàn toàn không cách nào đánh trả, thế là lại bị đánh một trận tơi bời sau khi đánh xong, Khương Vĩ mới nhất hất tay mình, bà nội nó chứ, đánh đau hết cả tay ông. Nói xong, anh ta nhìn tiếp viên hàng không cười, có thể cất cánh rồi. chương 530, lại một mình rồi đây. Tôi muốn mau chóng đột phá siêu cấp, Hoàng Thi Kỳ nói tôi muốn. Đến khu tội ác một chuyến, sau đó dựa vào năng lực của mình mà đi lên, tôi muốn cho mình một chút áp lực, tôi sợ sau này đuổi không kịp bước chân anh lê văn vân cau mày ba người khác của tiểu đội sắp đến yên kinh cô không đợi họ ư hoàng thi kỳ lắc đầu đợi thì có ích gì tôi muốn đến lúc đó khi chúng ta đối mặt với đem thật sự tôi có thể giúp sức lê văn vân trầm ngâm một lát nhưng cũng không từ chối thậm chí anh cảm thấy để hoàng thi kỳ đến đó cũng chưa chắc là chuyện gì xấu năng lực hoàng thị kỳ cũng rất mạnh nếu khu tội ác không có chuyện gì ngoài ý muốn thì không có nguy hiểm gì cũng được thôi lê văn vân nói nhưng anh phải hứa với tôi lúc anh đến Europa, phải nói cho tôi biết, nếu tôi chưa ra khỏi đó thì anh phải đến đón tôi, nếu anh không đưa tôi đi cùng thì cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh, Hoàng Thị Kỳ cảnh cáo. Lê Văn Vân bất ngờ, sau đó cười nhẹ, mối thù của đường đường chúng ta phải đòi lại cùng nhau chứ, tôi sẽ đích thân giao Perrin Dempsey cho cố kết liễu. Hoàng Thị Kỳ nghe xong mới cười lên, được thôi, đến lúc đó tôi và nhóm bác sĩ Phạm cùng quay về, để tổng bộ điều máy bay đưa tôi sang Lê Văn Vân gật đầu. Phạm Nhược Tuyết mát xa đầu cho Lê Văn Vân, trong đôi mắt lạnh lẽo của cô lấp lánh ánh sáng, không biết đang nghĩ gì. Lê Văn Vân ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, anh cảm giác mặt mình như bị hôn lên một cái, sau đó có người rời đi. Anh muốn mở mắt nhưng phát hiện cả người quá mệt mỏi, không cách nào mở được. Anh ngủ thẳng đến khoảng 10 giờ hôm sau mới chậm rãi mở mắt ra. Ngồi dậy từ sofa, anh nhìn quanh phòng phát hiện trong nhà đã không còn hình bóng mấy người phạm nhược tuyết, đồ đạc của họ cũng đã được đem đi. Lại một mình rồi đây, Lê Văn Vân cười, sau đó ngồi dậy, suy nghĩ một hồi, có cảm giác trống vắng điều gì. Phù, anh thở mạnh một hơi, vệ sinh đơn giản rồi lái xe đến tập đoàn Trí Đạt, tìm bành hàn đông. Audio điện tử võ tấn bền chương 531, từ chức, tại sao lại từ chức? Khi Lê Văn Vân bước vào, nhiều người trong bộ phận tiêu thụ đều nhìn về phía anh. Hiện tại trong bộ phận tiêu thụ có rất nhiều người cảm kích Lê Văn Vân, nếu không có đợt sa thải quy mô lớn trước đó của Lê Văn Vân thì phần lớn bọn họ đều không có cơ hội thăng chức. Lâm Nhã thấy Lê Văn Vân đi tới thì trên môi khẽ nở một nụ cười, sau đó cô ấy cầm tài liệu trên bàn lên, nói với Lê Văn Vân, "Hôm nay anh lại đến muộn, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi qua đó nào." Lê Văn Vân không nói nhiều mà chỉ đi theo Lâm Nhã xuống tầng dưới. Sau khi rời khỏi công ty, anh dừng ở trước xe nói, "Lâm Nhã, tôi sợ hôm nay cô sẽ phải đi một mình rồi." "Hả?" Lâm Nhã kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân hỏi, "Sao vậy? Anh có việc gì phải làm à?" "Không phải, là tôi đã từ chức rồi, về sau chuyện của nhà họ Vương giao hết cho cô." Lê Văn Vân cười nói. Lâm Nhã nhìn Lê Văn Vân với vẻ mặt bối rối hỏi, "Từ chức? Tại sao lại từ chức?" "Tôi không thích đi làm cho lắm," Lê Văn Vân cười nói, "Tóm lại, cô hãy cố gắng lên. Tôi đã đánh tiếng với Bành Hàn Đông rồi, ông ấy sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Tôi vẫn sẽ ở yên kinh, nếu sau này bố cô hay ai đó đến quấy giày thì cô cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giúp cô đánh họ. Không hiểu sao Lâm Nhã lại thấy buồn phiền trong lòng, tin tức này của Lê Văn Vân quả đột ngột. Cô ấy ngây người nhìn Lê Văn Vân một lúc lâu, sau đó mới gượng cười, được rồi, có điều đột ngột quá nên chưa chuẩn bị gì cả. Lê Văn Vân xoa đầu cô ấy rồi cười nói, không sao, cô có thể đến bên cạnh Vương Giai Kỳ, bọn họ sẽ không làm khó dễ cô đâu. Nếu làm tốt chuyện này, cô sẽ nhanh chóng được vào nhóm quản lý cấp cao của công ty. Ừ, Lâm Nhã gật đầu. Sau đó cô ấy cười ngọt ngào với Lê Văn Vân và nói, vậy tôi lên xe trước rồi đi qua đó đây, hơi muộn rồi. Ừ, Lê Văn Vân cười nói. Lâm Nhã xoay người, lên xe, khởi động xe. Lúc này, nụ cười trên gương mặt cô ấy bỗng chốc biến mất thay vào đó là một nỗi buồn đầy đau đớn mặc dù thời gian làm việc với lê văn vân rất ngắn nhưng lâm nhã cảm thấy lê văn vân đã thay đổi số phận của cô ấy quá nhiều không biết từ bao giờ cô ấy cảm thấy mình đã ỉ lại vào lê văn vân sau khi nhìn cô ấy rời đi lê văn vân mỉm cười và cũng không quan tâm lắm anh lên xe mở điện thoại di động nhìn thoáng qua địa chỉ của nhan như tuyết đã gửi cho anh đây là một nhà hàng khá đắt tiền Lê Văn Vân lái xe đến nhà hàng, tới một căn phòng, anh đẩy cửa ra thì đã thấy nhan như tuyết đang ngồi ở đó. Mái tóc đen dài của cô ấy được xóa ra sau lưng và cô ấy đang mặc một chiếc sườn xám càng làm tôn lên vóc dáng hoàn hảo và tinh tế. Lê Văn Vân hơi ngẩn ngơ. Trường 532 anh ấy là người sẽ bảo vệ tôi cả đời này. Anh mỉm cười nói, cứ cho là vậy đi, cô quan tâm đến bọn họ làm gì. Chỉ là thuận miệng hỏi một câu thôi mà nhan như tuyết cười nói, về xương rồng ở Yên Kinh, theo sự hiểu biết của chúng tôi thì tổng cộng có 6 khúc. Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi. 6 khúc, con số này không nhiều lắm. Cô chắc chắn là xương rồng chứ? Lê Văn Vân hỏi. Nhan như tuyết gật đầu nói, trong số đó, hoàng tông thực của nhà họ hoàng có một khúc, ngoài ra trong tay nhà họ Lý ở Yên Kinh có 3 khúc hoàn chỉnh. Trong tay nhà họ quách có một khúc, trong tay ông chủ tam hợp lâu có hai khúc. Ba khúc còn lại hơi khó. Tìm. Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, nếu ở trong tay nhà họ Quách thì cũng dễ lấy hơn, dù sao anh và nhà họ Quách cũng có qua lại. Điều quan trọng nhất là anh không ngờ rằng nhà họ Lý lại nằm trong tay ba khúc hoàn chỉnh. Họ Lý này là đệ nhất gia tộc ở Yên Kinh, hơn nữa sau lần trước Lê Văn Vân và bọn họ đã gây phiền phức rất lớn, ước chừng muốn lấy được ba khúc này từ họ cũng không dễ dàng gì. Ba khúc kia muốn tìm cũng khá phiền phức nghĩa là sao? Lê Văn Vân hỏi. Nhàn như tuyết nói, những người đó có thể trước kia là những gia tộc lớn, nhưng sau một vài thế hệ, họ đã xa sút và bây giờ đã trở thành người thường. Hơn nữa còn không biết khúc xương đó đã lưu lạc đến nơi nào rồi. Nhàn như tuyết nói tôi nói mấy nhà đó, niên đại cũng đã rất lâu đời rồi. Lê Văn Vân ngẩn người, sau đó gật đầu nói, được rồi, có thể biết được chứng này tin tức cũng đủ rồi, cảm ơn cô. Không cần cảm ơn, chỉ là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, anh cũng đừng quên lời hứa với ông nội. Tôi là được, Nhan Như Tuyết nói, cả đời này của anh phải bảo vệ cho sự an toàn của tôi mới được nha." Lê Văn Vân ngẩn người, phát hiện tính cách của Nhan Như Tuyết rất giống với Hồng Mai Quế, anh tự hỏi không biết hai người có liên quan gì không. Những lời nói mập mờ không rõ, còn xinh đẹp như vậy nữa chứ, con mẹ nó, có đàn ông nào mà chịu nổi chứ. "Ừm. Um, Chương 533 những gì chúng tôi nói vừa rồi cũng là giả." Bên trong căn phòng người thanh niên chậm rãi quay đầu lại nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Dùng mông để nghĩ cũng biết người đàn ông trước mặt này có mối quan hệ không bình thường với nhan như tuyết, vừa rồi qua cuộc trò chuyện giữa hai người cũng nghe ra được mùi vị không bình thường. Thanh Mai Trúc Mã, đính ước từ bé, suốt đời suốt kiếp. Bây giờ những lời nói mập mờ của nhan như tuyết khiến người đàn ông đang cầm hoa này bắt đầu nổi cơn tam bành. Bích, anh ta ném thẳng bó hoa về phía Lê Văn Vân, hai mắt trợn trừng, dường như anh ta là một người rất dễ nổi giận. Lúc này đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lê Văn Vân rồi quát lên, rốt cuộc anh là ai? Lê Văn Vân tránh bó hoa của anh ta, cao mày liếc nhìn nhan như tuyết, sau đó nhìn về phía người đàn ông nói, người anh em à, tôi đã nói rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, tôi và nhan như tuyết không có quan hệ gì. Câu nói kia của cô ấy chỉ là muốn đùa anh thôi. Nói xong anh lại nhìn về phía nhan như tuyết, tôi không thích bị người khác lợi dụng, trừ khi tôi muốn thế quả thực anh không thích cảm giác bị người khác sử dụng như một khẩu súng lúc trước anh đóng giả làm bạn trai của đặng hân hân là do anh tự nguyện sau đó đô tịch tịch lại lôi anh ra làm sủng tiếp điều này đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh nhan như tuyết cũng phất tay nói trịnh cường tôi ghét nhất tính cách của anh chỉ mới vài câu nói thôi cũng khiến anh tức giận rồi rõ ràng tên của người đàn ông đó là trịnh cường anh ta sững sờ khi nghe những lời của nhan như tuyết sau đó vội hỏi, "Như Tuyết, em có ý gì?" Nhan Như Tuyết ngồi đó, liếc nhìn Trịnh Cường và nói, rất đơn giản, "Anh ấy và tôi chỉ là đối tác, những gì chúng tôi nói vừa rồi cũng là giả." Trịnh Cường sững sờ, sau đó liếc nhìn Lê Văn Vân và hỏi, "Vậy em ở đây với anh ta để làm gì?" "Chuyện này không liên quan gì đến anh, Trịnh Cường." Nhan Như Tuyết cau mày nói, "Chúng ta lớn lên cùng nhau, nhưng những lời nói sẽ gả cho anh chỉ là một trò đùa khi còn nhỏ." nếu anh muốn tiếp tục như vậy, cứ can thiệp vào cuộc sống thường ngày của tôi thì ngay cả làm bạn chúng ta cũng sẽ không làm được. chương 534 anh đụng thử xem, ồ, Lê Văn Vân cũng bị anh ta làm cho nổi điên lên. Tôi không quan tâm anh là ai hết, Lê Văn Vân cười khẩy, tôi. Thấy có gì đó không ổn, nhàn như tuyết đã ngắt lời Lê Văn Vân và nói, như vậy đi Lê Văn Vân, nếu anh ta cứ muốn ở đây thì chúng ta không cần tiếp tục bàn chuyện nữa, chúng ta giải tán trước đi chuyện còn lại chúng ta giao tiếp trên wechat nhé lê văn vân gật đầu anh không thèm chọc tức tên trịnh cường được nói xong anh đứng lên nhan như tuyết liếc nhìn trịnh cường trong mắt cô ấy hiện lên một vẻ chán nản dường như trịnh cường đã quen với ánh mắt như vậy và cũng không quan tâm lắm anh ta trừng mắt nhìn lê văn vân rồi đi theo nhan như tuyết ra ngoài lê văn vân cũng đứng lên lúc này một người phục vụ nghiêng người hỏi mọi người không ăn gì sao Ừ, Lê Văn Vân gật đầu nói, đã xảy vài chuyện, không ăn. Người phục vụ nhướng mày nói, nhưng chúng tôi đã bắt đầu nấu món ăn rồi nên phải quyết toán hóa đơn. Lê Văn Vân sửng sốt một hồi, sau đó thở dài nói, được rồi, anh đi thanh toán hóa đơn đi, sau đó gói lại, những món nào chưa làm thì đừng làm nữa. Dạ, người phục vụ bước tới, sau 2 phút, anh ta chạy lại nói, xin chào, tổng cộng phải thanh toán là 3.428 tệ, khóe miệng Lê Văn Vân hơi giật giật, nhà hàng này đắt quá. Nhưng anh vẫn thanh toán tiền, ít phút sau bên kia đã đóng gói đổ đạc đưa cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân thấy rằng không có nhiều thứ, quả thực là hơi đắt. Bà nội cha nó, có khi nào nhan như tuyết này cố ý để trịnh cường đến nói những lời này nhằm mục đích trốn thanh toán hóa đơn không nhỉ? Trong lòng Lê Văn Vân thầm mắng mấy câu. Tất nhiên, anh biết điều này khó xảy ra. Nếu là trốn trả tiền, Tại sao không ăn xong mới trốn chứ? Hơn nữa Nhan Như Tuyết không phải loại người thiếu tiền. Anh mang theo hộp cơm bước ra khỏi nhà hàng, đi tới trước xe, mở cốp xe, cất đồ vào. Lê Văn Vân đang định lên xe, lúc này lại phát hiện có người vỗ vào vai mình. Lê Văn Vân quay đầu lại, thấy Trịnh Cường chưa đi mà đứng ở đó, quắc mắt nhìn anh. Có chuyện gì à? Lê Văn Vân cau mày. Lái xe R8 à, đồ xe rác. Trịnh Cường nhìn xe của Lê Văn Vân khinh thường nói. Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh đừng hòng tơ tưởng đến như tuyết, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Trịnh Cường cười khẩy nói, sẵn tiện cảnh cáo anh một câu, trịnh chi dự là bố của tôi, chắc anh cũng biết bố tôi là người thế nào rồi chứ. Chớ có chọc tôi. Trịnh chi dư, Lê Văn Vân nghi ngờ hỏi. Trịnh Cường cười gần, đúng vậy, tôi hy vọng trong lòng anh tự biết suy nghĩ. Trường 535 mối thù này cũng không hề nhỏ sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi, sau khi suy nghĩ một lát bèn lấy điện thoại di động ra bấm máy, ngay sau đó, đầu dây bên kia đã kết nối và một giọng nói đầy nịnh nọt vang lên, ôi, anh Cường, nghe nói anh đã về yên kinh rồi, em còn đang định khi nào mời anh ăn một bữa cơm để đón gió tẩy trần cho anh đây. Kim ra, đừng nói nhảm nữa, tôi muốn anh đối phó một người, trịnh Cường nghiến răng nói. Lê Văn Vân đang lái xe trên đường, thực ra tâm trạng của anh hôm nay không tốt cho lắm, Phạm Nhược Tuyết và Hoàng Thị Kỳ bỏ đi không nói lời nào khiến Lê Văn Vân cảm thấy hơi khó chịu, cho nên vừa rồi trong lòng anh vẫn hơi tức giận, nhưng vì nể mặt nhan như tuyết nên anh cũng không có làm gì quá đáng. Anh lái xe và suy nghĩ về những gì nhan như tuyết vừa nói với mình. Bây giờ đã xác định được 7 khúc, anh đã lấy một khúc của nhà họ Hoàng, nhà họ Lý có trong tay 3 khúc, nhà họ Quách có một khúc, ông chủ tam hợp lâu có hai khúc. Về phần nhà họ Quách có lẽ cũng không khó khăn lắm, nhà họ quách không phải là một dòng họ võ thuật, có thể tổ tiên của họ luyện võ công nhưng đến đời nay đã thất truyền và bọn họ chỉ tập trung kinh doanh buôn bán. Hơn nữa anh cũng có ơn với hai người quách khải thuy và quách manh manh, đến lúc đó cùng lắm thì từ bỏ cổ phần của Lê Văn Vân ở tập đoàn phong vận để trao đổi là được. Quan trọng là hai khúc trong tay ông chủ của tam hợp lâu mới khó. Ông chủ của tam hợp lâu này chính là đầu bếp của họ, hơn nữa tính khí của người này hơi kỳ quái, nếu lê văn vân muốn làm quen thì e rằng sẽ gặp rất nhiều rắc rối tất nhiên khó khăn nhất vẫn là mấy khúc xương rồng trong tay nhà họ lý kia sau chuyện xảy ra ngày hôm qua anh cũng coi như là đã gây thù chuốc oán với nhà họ lý hơn nữa mối thù này cũng không hề nhỏ người tình mới của lý hằng đã bị anh tát bốn bạt tai còn lý đạo nhiên bị anh tát bay thẳng ra ngoài rõ ràng muốn lấy xương rồng từ tay bọn họ bằng cách thông thường là rất khó dùng tiền để mua nhà họ Lý không thiếu tiền, dựa vào mối hận này thì chắc chắn nhà họ Lý sẽ không bán món đồ này cho Lê Văn Vân. Vấn đề nữa, Lê Văn Vân là người gác đêm, việc dùng sức mạnh cưỡng đoạt là điều không thể thực hiện được. Hơi phiền phức đấy, Lê Văn Vân lái xe, sờ sờ mũi nói, ôi, quên đi, để sau vậy? Giờ phải đi tìm Quách Khải Thuy để hỏi xem tình hình cụ thể thế nào. Anh dừng xe, tìm trụ sở của tập đoàn phong vận rồi lái xe về phía đó. Sau khi đến tầng 1 của tập đoàn Phong Vân, anh đã gọi điện cho Hoàng Gia Gia để hỏi số của Quách Khải Thuy. Hoàng Gia Gia nói muốn hỏi Quách Vĩ Thịnh xem sao đã. Lê Văn Vân cũng không vội mà tìm một chỗ ngồi xuống. Audio điện tử võ tấn bền. chương 536, tôi muốn có nó, tôi có thể trả giá không? Người phụ nữ được gọi là Vi Vi lạnh lùng lướt nhìn Lê Văn Vân, sau đó cô ta nói, không thể đi ra ngoài, hiện giờ tôi đang mang thai nên anh phải cho tôi một lời giải thích, hoặc là cho tôi một danh phận hoặc đưa tiền cho tôi. Khóe miệng Lê Văn Vân hơi giật giật, quay qua nhìn Quách Khải Thụy và Quách Vĩ Thịnh. Sắc mặt của Quách Khải Thụy rất khó coi, trong khi Quách Vĩ Thịnh lại tỏ ra rất ngượng ngùng. Ừm, um, cô đừng nhầm lẫn đó chứ, tôi nhớ lúc đó tôi đã đeo bao cao su mà. Quách Vĩ Thịnh xấu hổ nói, à, ở đây bố tôi có việc cần giải quyết, hay là chúng ta ra ngoài trước đi, Nhất định tôi sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục nhất. Rõ ràng Vivi không hề để ý đến anh ta, cô ta cứ bắt chéo chân đặt trên ghế sofa nói, Quách Vĩ Thịnh, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một tên cặn bã như anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng tôi chỉ là diễn viên nhỏ nhoi tuyến 18 trong ngành giải trí mà thôi, thế mà mấy anh em của anh thì sao, cũng không hề muốn nâng đỡ tôi. Toàn bộ vai diễn của tôi có được đều dựa vào Tần Tuyết Nhi, nhưng bây giờ anh em của anh đã cấm sóng Tần Tuyết Nhi khiến tôi không nhận được vai diễn nào cả cho nên hoặc là anh cho tôi một danh phận hoặc tôi sẽ làm ẩm ý chuyện này ra bên ngoài, đám truyền thông tôi mời đến đã đứng chật bên đường kia rồi, hoặc là anh hãy khiến cho hoàng gia ra rừng cấm sóng tần tuyết nhi nữa, như vậy tôi sẽ không quấy rầy mấy người nữa, tất cả mọi người đều được vui vẻ. Lê Văn Vân yên lặng, hình như vi vi này dựa vào tần tuyết nhi để sinh tồn thì phải. Một ngôi sao lớn như Tần Tuyết Nhi cũng coi như là lưu lượng đỉnh cao ở trong nước, cô ta hạ nhiệt thì cũng có nhiều người sẽ bị ảnh hưởng theo. Tôi, Quách Phí Thịnh cắn răng. Lôi cô ta ra ngoài đi, còn chưa đủ mất mặt sao?" Quách Khải Thuy trợn mắt nhìn anh ta rồi nói. Quách Phí Thịnh ngượng ngùng, cắn răng đi tới, định kéo Vivi đi. Lúc này, Vivi lại lấy trong túi ra một con dao găm đặt lên cổ cô ta và nói, "Quách Phí Thịnh, anh đừng qua đây, nếu anh qua đây thì tôi sẽ tự sát trước. Mặt anh, hoặc là anh kết hôn với tôi hoặc anh gọi điện cho hoàng gia gia kêu anh ta hủy bỏ cấm sóng với Tần Tuyết Nhi." Lê Văn Vân cao mày, anh áp sát Phi với tốc độ cực nhanh, sau đó giơ một tay lên khẽ động vào cổ tay nơi cô ta đang cầm con dao găm, lập tức con dao găm bị anh đoạt lấy. Giữa ban ngày ban mặt, sao lại la làng hò hét giết người thế? Lê Văn Vân vừa sờ mũi vừa nói. chương 537 Lê Văn Vân lại chết lặng. Lê Văn Vân gật đầu nói, được, vậy làm phiền ông rồi. Sau khi trò chuyện với Quách Khải Thuy một lúc, Lê Văn Vân rời khỏi văn phòng của ông anh đi về phía thang máy. Anh tới đó ấn nút, khi thang máy vừa đến thì thấy Quách Vĩ Thịnh từ trong thang máy cười đau khổ bước từ bên trong ra. Lúc anh ta vừa nhìn thấy Lê Văn Vân thì hơi sửng sốt, sau đó vội vàng bắt trước giọng điệu của Hoàng gia ra kêu lên, anh Vân. Lê Văn Vân sờ mũi, nhìn anh ta hỏi, đã giải quyết xong rồi à? Tiễn vong rồi, anh ta thở dài nói, bà nội cha nó, tất cả đều tại tên bắt con Hoàng gia Gia. ra người phụ nữ này là do trước đây cậu ta mời Tần Tuyết Nhi ăn cơm và tôi đã dụ dỗ cô ta, không, chính xác là cô ta đã dụ dỗ tôi mới đúng. Anh ta chửi ầm lên, lúc đó Tần Tuyết Nhi vẫn còn trực thuộc công ty giải trí của Hoàng Gia Gia, tôi cũng có cổ phần trong công ty đó, cả bốn người chúng tôi đều có cổ phần. Khi đó công ty thành lập để mua vui và thu hút các sao nữ thôi, kết quả vì bối cảnh của bốn người chúng tôi mà công ty. Càng ngày càng phát triển, rất nhiều nhà tư bản cầu xin chúng tôi, rất nhiều kịch bản điện ảnh cũng dùng người của chúng tôi, rất nhiều nhà tư bản muốn đầu tư hậu thuẫn cho chúng tôi. Lê Văn Vân suýt nữa đã bật khóc. Đây là sự thật, ngẫm lại 3 năm trước anh vẫn đang vất vả miệt mài lao động thì bọn ăn chơi chắc táng chết tiệt này đã mở một công ty mà không phải làm gì cả, sau đó công ty của họ cứ thế mà phát triển. Cô gái này là bạn của Tần Tuyết Nhi, Tần Tuyết Nhi kia cũng được Hoàng gia ra từ từ nâng đỡ, sau đó Vivi này cũng ăn theo Tần Tuyết Nhi được diễn thêm mấy vai, hơn nữa cứ bám vào Tần Tuyết Nhi thì thu nhập của cô ta cũng không tệ. Lần ăn cơm trước Tần Tuyết Nhi đã dẫn theo cô ta đến, biết tôi là cổ đông của công ty, trong nhà lại có tiền nên cô ta mới chủ động ngã vào lòng tôi. Quách phí thịnh nói, con mẹ nó chứ, tôi là một thằng đàn ông đang tràn trề sinh lực, miếng thịt ngon như thế dâng đến miệng thì sao mà chịu được chứ? Nếu mà chịu được thì tôi chẳng phải là đàn ông rồi. Quách phí thịnh mắng, anh Vân, anh nói có phải không? Lê Văn Vân nghĩ đến Hồng Mai Quế và anh cảm tưởng như Quách Vĩ Thịnh đang xúc phạm mình. Đúng là như vậy, Lê Văn Vân hắng giọng. Nhưng tôi nhớ rõ khi tôi quan hệ với cô ta đã dùng biện pháp bảo vệ an toàn rồi mà. Quách Vĩ Thịnh mắng, ai ngờ bây giờ Tần Tuyết Nhi bị cấm sóng, cô ta cũng không có tiền nên mới đến đây gây chuyện ở Mỹ thế chứ, bà nội cha. Nó, vậy anh định làm gì? Lê Văn Vân hỏi. Trường 538, hình như đúng là có chuyện như vậy anh lái xe và gọi cho Hoàng Tông thực, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Hoàng Tông thực hỏi: "Alo, nhóc con, có chuyện gì vậy?" "Là như vậy, ông có biết ông chủ của Tam Hợp lâu không?" Lê Văn Vân hỏi. Hoàng Tông thực suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu nói: "Biết thì có biết, nhưng thật ra là tôi biết anh ta chứ anh ta không biết tôi." Lê Văn Vân sững sờ, một người có địa vị và năng lực ở Yên Kinh như Hoàng Tông thực lại không hề quen biết với ông chủ của Tam Hợp lâu điều này khiến lê văn vân thực sự ngạc nhiên ban đầu anh định để hoàng tông thực làm mới bác cầu cho mình lúc này hoàng tông thực trầm ngâm nói phải miêu tả với cậu thế nào nhỉ ông chủ của tam hợp lâu này tên là minh sùng cũng chính là đầu bếp của tam hợp lâu người này rất thần bí có mấy người đồn thổi về anh ta không biết thật giả thế nào ông nói thử xem lê văn vân dò hỏi đầu tiên người này không có lại lịch gì đáng gờm cả Hoàng Tông thực nói, anh ta đến Yên Kinh khoảng 20 năm trước, cũng không biết lấy tiền từ đâu mà sau khi đến, anh ta đã bắt đầu xây dựng tam hợp lâu rồi. Lúc ấy anh ta chỉ mới 16-17 tuổi, sau đó đã làm việc được 20 năm, tam hợp lâu cũng đã tồn tại được ngần ấy năm và trở thành nhà hàng kinh doanh tốt nhất ở Yên Kinh này. Có người đã điều tra quá khứ của anh ta, tra được thông tin rằng anh ta có xuất thân từ nông thôn, tự mình đến thành phố làm việc, đây rõ ràng là thông tin giả mạo. Đúng thế, nếu nói tự mình chạy đến làm việc thì lấy đâu ra số tiền lớn như thế để xây dựng Tam hợp lâu chứ? Sắc mặt của Lê Văn Vân hơi thay đổi, một mình anh ta đến Yên Kinh vào năm 16, 17 tuổi, tức là bây giờ cũng khoảng 36, 37 tuổi. Điểm thứ hai, anh ta chưa bao giờ giao tiếp với người trong giới của chúng ta ở Yên Kinh. Tôi tình cờ biết anh ta là do có một lần tôi cố ý đi Tam hợp lâu, vì muốn làm quen với anh ta, kết quả anh ta không muốn ra khỏi phòng bếp tôi cố ý gây sự. Sau đó bị anh ta ném ra khỏi Tam Hợp lâu. Khi Hoàng Tông thực nói về trải nghiệm này, ông hơi ngượng ngùng, hơn nữa không ai biết anh ta sống ở đâu, điều duy nhất họ biết là anh ta không sống ở Tam Hợp lâu. Lê Văn Vân ngẩn ra, đúng là người này có tính cách thần bí của một người làm chủ. Yên Kinh mà chưa bao giờ giao thiệp với những người giàu có, cũng không quan tâm đến danh tiếng của họ, cũng chẳng hề nể mặt gì cả. Những kẻ có tiền muốn tới đây ăn cơm thì cũng phải ngoan ngoãn xếp hàng cho tôi. Chương 539 đúng vậy, cô gái kia chính là Đặng Hân Hân. Lê Văn Vân nghe Hoàng Tông thực xác nhận bàn gật đầu đáp, vậy thì được, tôi biết rồi ông Hoàng, để hôm khác tôi tới thăm ông. À đúng rồi, bác sĩ Phạm và Hoàng Thi Kỳ đều đã rời khỏi Yên Kinh. Tôi biết chuyện đó rồi, hai người họ có nhắn tin cho tôi. Hoàng Tông thực nói, cũng bình thường thôi mà mấy người luôn phải đi khắp nơi trên thế giới để làm nhiệm vụ. Lê Văn Vân hàn huyên với ông mấy câu rồi cúp điện thoại, xoa cầm suy nghĩ, sau đó lại gọi điện cho Long ưng đài. Với tư cách là người phụ trách của ám võng, hẳn là Long ưng đài có rất nhiều tư liệu ở Yên Kinh. Điều khiến Lê Văn Vân thấy ngạc nhiên là cách nói chuyện của Long ưng đài lại khá giống với Hoàng Thông Thực. Lê Văn Vân cũng thấy chuyện này tương đối bình thường, điều mà người gác đêm chú ý đến là người của thế giới ngầm. Minh Sùng chỉ mở một tam hợp lâu, bình thường cũng khá khiêm tốn ẩn mình, mặc dù không biết sao anh ta lại không qua lại với người của Yên Kinh nhưng có vẻ như anh ta cũng không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Người bên ám võng cũng sẽ không chú ý đến anh ta. Điều này khiến Lê Văn Vân thấy hơi bất lực. Có vẻ như việc gặp ông chủ này một lần thôi cũng trở nên khá rắc rối. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn quyết định đến tam hợp lâu một chuyến. Lê Văn Vân lái xe, chậm rãi lái về phía Tam Hợp Lâu, lúc anh đến đó đã gần một rưỡi chiều. Lúc này thể mà vẫn có người ngồi ăn ở Tam Hợp Lâu, có thể thấy công việc kinh doanh ở nhà hàng này rất tốt. Lúc vừa đến đó, Lê Văn Vân thấy hơi ngạc nhiên vì anh nhìn thấy ở chỗ cửa có vài người đang chậm rãi bước ra. Tổng giám đốc Vân, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, một cô gái đeo kính, trông có vẻ khá ôn hòa cười nói. Bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên béo bụng, Ngoài hai người họ ra còn có một người đàn ông trẻ tuổi khác, trông có vẻ như là thư ký của người đàn ông trung niên kia. Tổng giám đốc vận cười nói, "Chuyện nhỏ thôi, đối với tôi mà nói thì chút tiền này cũng chẳng đáng là bao, có thể hợp tác với ngân hàng Tân Hải các cô cũng là niềm vinh hạnh của chúng tôi." Tất nhiên, giám đốc Đặng à, về chuyện hợp tác vẫn còn một số chi tiết cần bàn bạc, buổi tối sau khi tan làm, tôi thấy chúng ta có thể bàn kỹ hơn và ra quyết định. Tôi ở. Đúng vậy, Cô gái kia chính là Đặng Hân Hân. Đặng Hân Hân cười nói, "Xin lỗi ông, buổi tối tôi còn có việc khác, ngày mai chúng ta hãy thảo luận những vấn đề cụ thể nhé." Chương 540 Sao ông biết tôi không ổn? Đặng Hân Hân mỉm cười nói, "Tổng giám đốc Vân, chuyện hợp tác trong dự án là đôi bên cùng có lợi. Nếu ông muốn dựa vào chuyện đó để có những suy nghĩ không đứng đắn với tôi thì hy vọng ông có thể quên nó đi." Trên mặt tổng giám đốc Vân hiện lên vẻ ngượng ngùng, ông ta nhìn Lê Văn Vân nói bằng giọng điệu mỉa mai, giám đốc đặng, với tư cách là người từng trải thì tôi thấy, hình như mắt chọn bạn trai của cô không được ổn cho lắm. Lê Văn Vân nhướng mày hỏi, ông mới gặp tôi một lần, sao ông biết tôi không ổn? Tôi tự nhận mình cũng là người biết nhìn mặt đoán lại lịch đấy, Tổng Giám Đốc Vận Hờ Hững nói, quần áo cậu mặc trên người, vừa nhìn đã biết cậu chẳng phải loại có tiền đồ, cũng chẳng có nổi một tấm thẻ ngân hàng Tân Hải. Nói rồi, ông ta nhìn Đặng Hân Hân nói, Hân Hân à, mắt chọn bạn trai của cô phải cải thiện một chút đấy. À, cô ấy không chọn tôi mà loại chọn loại bụng to vượt mặt như ông hả? Lê Văn Vân nhìn Tổng Giám Đốc Vân, cười mà như không cười, nói, ồ, ông còn nhắc đến thể của Ngân hàng Tân Hải đúng không? Hình như tôi cũng có một cái đấy, ông nói cái này phải không? Nói rồi, Lê Văn Vân rút tấm thẻ Ngân hàng Tân Hải mà mình có ra, cười híp mắt lại hỏi Tổng Giám Đốc Vân. Tổng giám đốc Vân nhìn tấm thẻ màu xanh lam kia liền sướng sờ đến ngẩn người. Miệng ông ta hơi hé ra, sau đó nuốt nước bọt, không dám nói gì nữa mà ủ rũ bỏ đi. Thấy ông ta đã rời đi, Lê Văn Vân mới bỏ tay ra khỏi eo Đặng Hân Hân, cười nói: Sau này em đại diện cho Ngân hàng Tân Hải đi bàn chuyện thì đừng có gặp loại người nào cũng tiếp như vậy. Đặng Hân Hân cười đáp: Đây là hiện thực và xã hội, có những lúc anh cũng không thể không tiếp xúc với những người mà anh ghét được. Nói rồi, cô hơi tỏ ra trách móc, nói anh xem, em và Trần Hy đã đến yên kinh lâu như vậy mà anh lại không đến thăm em một lần, chỉ nói chuyện vài câu trên WeChat. Lê Văn Vân cầm nín, gần đây đúng là anh có hơi nhiều việc, cứ chạy qua chạy lại nên cũng quên quan tâm đến Đặng Hân Hân. Khủ khủ, gần đây hình như anh hơi bận, buổi tối anh mời em ăn cơm nhé. Lê Văn Vân nói, được, Đặng Hân Hân gật đầu đáp, nhưng bây giờ em phải về ngân hàng, lần này em trực tiếp được điều đến trụ sở chính, bàn chuyện hợp tác với Tổng Giám Đốc Vân là nhiệm vụ đầu tiên Tổng Bộ giao cho em. Được, vậy buổi tối anh sẽ liên lạc với em sau. Lê Văn Vân gật đầu nói. Đặng Hân Hân suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh đến tam hợp lâu ăn cơm hả? Lại có hẹn với người đẹp nào đúng không? Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 540.